linh kiện RC test tay cầm của anh Thắng ạ. À, anh Thắng báo thì tay cầm của mình khi cắm là kêu. Sau khi em fix xong thì tay cầm của anh trở lại bình thường ạ. Đấy, tay cầm lên nguồn đấy nhé. Tay không kêu ạ. À, tay của anh bị gãy lẫy bên trong không khởi động được ạ. Thì bọn em đã sửa lại cho anh ạ. Tay khởi động bình thường ạ. Tay tắt ạ. À, và con SG108 của anh, bọn em kiểm tra thì có một đàn kiến ở bên trong và bọn em đã vệ sinh cái máy cho anh ạ. Thì bây giờ đàn kiến đã ra hết rồi ạ. Xong về anh có gì vệ sinh cẩn thận và giữ máy ở chỗ khô thoáng ạ. Không để gần những nơi mà kiến dễ bâu vào ạ. Sẽ làm hỏng linh kiện bên trong ạ. Máy của anh em sẽ sửa xong rồi ạ. Em chào anh ạ.